Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 22 tháng 12 mà chúng tôi vừa cập nhật. 5 phương thức phản ánh khi bị chặt chém ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị trao đổi và phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng điện tử tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm đánh giá hoạt động xe taxi cũng như xe hợp đồng điện tử phục vụ tại sân bay có chuyển biến ngày càng tốt hơn. Về hạ tầng giao thông, Sở sẽ bố trí, điều phối để tạo điều kiện cho các xe ra vào sân bay được thuận lợi. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân đi xe ở sân bay gặp cảnh chặt chém, tranh giành khách, sang nhượng khách dọc đường, có thể phản ánh qua cổng thông tin 1022 của Thành phố Hồ Chí Minh để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. 87 mã cổ phiếu nằm diện cắt margin. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo bổ sung mã cổ phiếu VNL của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Lý do được HOSE cho biết công ty này vi phạm thuế. Cụ thể, ngày 18 tháng 12, VNL cũng đã nhận được quyết định do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai. Như vậy, tính đến ngày 20 tháng 12, danh sách chứng khoán bị cắt margin ở sàn HOSE nối dài với 87 mã cổ phiếu. Trong danh sách này có mã DLG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, DXS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, EVG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland, FRT của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, HPX của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Vì sao chuyên gia dự báo lãi suất tiền gửi sẽ thấp đến cuối 2024? Trong báo cáo vừa công bố, đội ngũ phân tích chứng khoán VN Direct cho rằng tỷ giá giảm đã xóa tan lo ngại thị trường về việc ngân hàng nhà nước có thể đảo ngược chính sách tiền tệ nới lỏng do áp lực tỷ giá. Cũng theo VN Direct, lãi suất huy động tiếp tục xu hướng giảm. Tính đến ngày 14 tháng 12, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống còn 5% một năm, giảm thêm 0,3 điểm phần trăm so với cuối tháng 10 năm 2023 và khoảng 2,8% điểm so với cuối năm 2022. Theo chuyên gia, lãi suất huy động đã xuống thấp hơn giai đoạn COVID-19 do thanh khoản hệ thống dư thừa trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu. Ngoài ra, chính phủ còn thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khoá, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Với việc Fed không còn đề cập đến khả năng tăng lãi suất điều hành và dự báo khả năng cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm 2024, VN Direct cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo đó, đơn vị này dự báo ngân hàng nhà nước có thể sẽ xem xét cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản vào năm tới, trong trường hợp Fed cắt giảm lãi suất theo kế hoạch và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thấp hơn dự kiến. Doanh nghiệp xăng dầu chi quỹ không đúng quy định phải chuyển trả ngay. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu liên quan đến việc quản lý quỹ bình ổn xăng dầu. Theo đó, trên cơ sở kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quỹ bình ổn xăng dầu tại các quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu. Các doanh nghiệp cũng được đề nghị thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 13.714 ngày 13 tháng 12 về trích lập, chi sử dụng và quản lý, báo cáo công khai minh bạch quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Thực hiện điều chỉnh ngay số tiền do trích lập, chi sử dụng không đúng quy định vào quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được nêu tại kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Doanh nghiệp phải chuyển nộp ngay vào tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp theo quy định. Thương nhân đầu mối xăng dầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật với việc thực hiện trích lập, chi sử dụng và quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu, thông tin và số liệu báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Khai mạc triển lãm 200 gian hàng đặc sản vùng miền, đồ gia dụng tại thành phố Thủ Đức. Chương trình trưng bày sản phẩm xúc tiến thương mại thành phố Thủ Đức kết nối doanh nghiệp Việt lần 2 năm 2023 sẽ khai mạc sáng ngày 22 và kéo dài tới ngày 24 tháng 12 tại nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân, thành phố Thủ Đức. Triển lãm do Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức.
Sự kiện quy tụ gần 200 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại triển lãm, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu tới khách tham quan các sản phẩm đa dạng từ thực phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang, công nghệ phần mềm tới ẩm thực, đặc sản vùng miền. Đặc biệt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá trực tiếp từ 30% đến 70% các mặt hàng dành riêng cho khách tham quan mua sắm trực tiếp tại triển lãm. Dự kiến chương trình thu hút hơn 15.000 lượt tham quan, mua sắm và hiệu quả xúc tiến giao thương đạt trên 20 tỷ đồng. Thành viên NATO phủ nhận chiến sự tại Ukraine là chiến tranh. Ngày 21 tháng 12, giờ địa phương, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine là chiến dịch quân sự, giống với quan điểm của Điện Kremlin. Ông Orbán phát biểu tại buổi họp báo cuối năm thường niên, chừng nào hai bên chưa tuyên bố chiến tranh, đó sẽ còn là chiến dịch quân sự. Khi người Nga tuyên bố chiến tranh với Ukraine, nó mới trở thành chiến tranh. Thủ tướng Hungary cũng cho rằng những điều ông vừa nói là điều đáng mừng khi đó không phải cuộc chiến. Nếu có chiến tranh thì sẽ có lệnh tổng động viên và tôi không muốn ai phải đối mặt với nó, ông cho biết. Ông Orbán là thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và Liên minh châu Âu, EU, duy nhất còn duy trì quan hệ thân thiết với Moscow sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2024. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ.